năng lực của giác ngộ chính là Buddha. Con người giác ngộ ở nơi tư duy của ông. Buddham Saranam Gacchami. Con đường giác ngộ đó chính là Pháp. Dhammam Saranam Gacchami. Vận dụng hết toàn bộ thân và tâm của ông vào việc tu hành, đó là Tăng. Sangham Saranam Gacchami. No.